Điểm đầu tiên khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế là chính sách giao thương cởi mở. Việt Nam sẵn sàng đàm phán với các nền kinh tế phát triển để mở cửa thị trường. Thỏa thuận tự do thương mại Việt Nam và Nhật Bản có hiệu lực từ năm 2009. Cả hai cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, vốn không có Trung Quốc. Việt Nam cũng đang đàm phán hàng loạt nội dung thương mại với Liên minh châu Âu EU, thị trường hấp dẫn mà Triều Tiên cũng đang hướng tới. Nghiên cứu của World Bank cho thấy chỉ số Gini đo lường bình đẳng thu nhập trong xã hội của Việt Nam chỉ vào khoảng 0,348 điểm, đứng thứ 101 trên 158 nền kinh tế, cho thấy sự cân bằng trong thu nhập của người Việt. Ngoài ra, nền kinh tế và xã hội Việt Nam không chạy theo hướng tăng trưởng quá nóng. Đây cũng là điều mà Triều Tiên cân nhắc. Với 25 triệu dân, chính quyền Bình Nhưỡng có thể gặp rắc rối lớn nếu để nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, dễ tạo bất bình đẳng xã hội, cũng như gia tăng sự bức xúc của người dân khi mới mở cửa thị trường. Bằng cách nhìn vào những quan điểm tương đồng trong cách tổ chức nền kinh tế và xã hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chắc chắn sẽ rất hài lòng khi các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Triều Tiên như đã làm với Việt Nam, thậm chí là chuyển hướng đầu tư sang thị trường này. Hiện những tập đoàn lớn như Samsung đang sản xuất 240 triệu chiếc smartphone một năm tại Việt Nam và chiếm tới 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Thêm vào đó, việc thị trường Mỹ, đồng minh thân cận của Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong mảng may mặc và điện tử, cũng là một yếu tố hấp dẫn để Triều Tiên đánh tín hiệu rằng họ có thể trở thành một Việt Nam thứ hai.